Như vậy trải qua hai lượt thi của cả hai đội thì số điểm của hai đội ghi được đang là bằng nhau 11 đều. Và chúng ta sẽ có một hiệp thi đấu phụ. Ở hiệp thi đấu phụ này thì mỗi đội cử ra 3 thành viên, đội nào có số điểm cao hơn đội đấy giành chiến thắng. Trong trường hợp lại hòa nhau thì đội nào hoàn thành với thời gian ngắn hơn đội đấy giành chiến thắng. Và bây giờ là lượt thi của đội luân phiên 3. Khoảng thời gian qua Duy đã tập luyện rất nhiều. Bộ môn này thì Duy cũng đã từng chơi, đây là sở trường của mình. 2. Bây giờ anh em đã vô được cái vòng này rồi thì mình phải cố gắng hết sức. 1. Bắt buộc trong lòng phải là chiến thắng và chiến thắng rồi. Bắt đầu. Coi chừng bóng nha Duy ơi. Ok Duy. Tốt. Gớt đi, gớt đi. Ôi thoải mái, vẫn còn nhiều thời gian. Ê. Nhanh. Thoải mái, từ từ. Chắc chơi bóng từ nha. Từ từ, trời ơi. Từ từ bên đây. Từ từ thôi. Từ từ. Chơi bóng nha. Cẩn thận, không cho rớt nha, không cho rớt bóng nha. Tốt thoại ơi. Hay quá, bình tĩnh nha, phút này bình tĩnh nha. Sao nào? Toàn là đưa gà chiến không á. Bình tĩnh Nam ơi. Tụi em ơi. Mạnh lên. Bốn giờ. Yes. Thời gian là 1 phút 12:23. Cái áp lực của mình nó cũng sẽ tăng lên. Thở nha. Tiếp theo xin mời 3 thành viên của team cố định vào vị trí. Bọn em sẽ làm được, phải làm được để mà team mình thắng. Tụi em đã tự xung phong và mọi người cũng đã đồng ý cái sự xung phong đó. Ok, mình tiếp tục chiến. Từ tập 1 tới giờ thử thách phụ thì Long khá là mờ nhạt. Đến hôm nay Long đã nỗ lực thì Long cũng đã nhận được sự nhìn nhận của mọi người. 3, 2, 1, bắt đầu. Woo, woo. 2, go. Từ từ thôi anh Hoái ơi. Lộn đầu nhưng mà vẫn qua. Ôi lộn đầu. Good, good, good. Ôi, từ từ ơi. Bình tĩnh thôi, cố lên anh. Yeah. Long đã rất là hừng hực rồi, vào thế rồi nha. Bình tĩnh thôi anh Hưng ơi. Woo. Bình tĩnh. Đúng rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên thôi. Hay Hưng ơi. Cầm tải căng sức hả? Bình tĩnh nào. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Game này thắng rồi. Anh Hưng ném hụt nha. Quê nha. Nhìn mặt của anh ấy rất giống như kiểu anh ấy đang rất là muốn khóc không này. Gần như là trống rỗng. Mình đã hy vọng rất là lớn. Nhưng mà đây. 1, 2, 3. Lên. Không phục. Ủa giành lại chiến thắng không chứ sao vậy? Như vậy là team cố định đã thất bại ở lượt ném thứ 2 và đội chiến thắng là đội luân phiên. Ok, không sao, vẫn ngon, vẫn đỉnh lắm. Thua thì cũng thua rồi nhưng mà cứ thua không phục. Team luân phiên hôm nay đang làm tốt hơn. Và đồng thời thí sinh xuất sắc nhất trong thử thách ngày hôm nay cũng sẽ nhận phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Chúc mừng An Duy. Những cái thử thách phụ đợt trước thì Duy là người gần thắng và hôm nay thực sự là vừa may mắn và cũng là vừa kết hợp với sự cố gắng của mình thì mình cũng đã giành chiến thắng đầu tiên thách phụ này. Mình cảm thấy rất là vui và tự hào về bản thân mình vì đã đem được lại một chiến thắng cho team luân phiên. An Duy quả xuất sắc luôn. Và An Duy là người đạt số điểm cao nhất trong lượt thi chính, đó là 3 lượt ném thành công. Chúc mừng bạn. Quá kinh khủng. Quá nể. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần chia nhóm và công bố thử thách chính của ngày hôm nay. Đây cũng là lần hiếm hoi mà team luân phiên chiến thắng trong thử thách phụ. Mọi người cũng dần nhận ra được cái tầm quan trọng của lợi thế được chọn đội. Thôi, cơ hội chọn thành viên của mình đã bay xa.